Rồi, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Cây Cảnh Miền Tây ha, cũng như bãi kiển của Dũng Trần. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ kênh trong thời gian qua ha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn á. Rồi, nay em giao lưu với cô chú anh chị là một số phôi giấy Mỹ sát pháo. Hàng đẹp của cô chú anh chị. Nay em cũng ráng sưu tầm về cho cô chú anh chị nè. Rồi, thứ nhất đây là phôi giấy Mỹ của cô chú anh chị, liền một bệ củ đế ha. Mấy cái loại giấy này khó tìm lắm nghe cô chú anh chị. Hoành 44. Hoành 44. Chiều cao em? Chiều cao là 56. Chiều cao 56. Mã số là G là giấy nghe cô chú anh chị. G1. Mã số G1, G là giấy đó. Đó, cây này liền một bể, không có bể chỗ nào luôn nghe cô chú anh chị. Đó, sạch sẽ luôn ha. Đó. Rồi, cây này giao lưu với cô G1 ha, giao lưu với cô chú anh chị là 4 triệu ha. Em bao ship toàn quốc. Nguyên củ đế luôn nha, củ đế dữ dữ lắm, củ đế nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục đây là cây giấy sát pháo ha. Đó, về lắc lượng ha. Cái này về mình làm cái cổng cũng được nha cô chú anh chị. Tùy thôi. Đó, về mình trồng nghiêng cũng được. Rồi, hoành đi em. Đây, hoành 43. Hoành là 43. Nè, rất là to nha chú anh chị. Cao cỡ 2m rưỡi à. Cao cỡ 2m. 2m ngoài nha cô chú anh chị, 2m2, 2m4 á. Đó. Rồi, cây này có chỗ lỗi chỗ này là báo cho cô chú anh chị biết luôn. Đó, chỗ này, nhưng mà sành hết cô chú anh chị. Đó, rồi quay sơ vàng vòng dưới góc cho cô anh chị xem rồi. Đó, em quay chỗ nào, cây nào có lỗi chỗ nào thì em báo cho cô chú anh chị trước ha. Đó. Đó. Cổng là bao đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Này về em để nghiêng để mình làm trồng cổng hàng rào ha. Đó. À, cổng hàng rào của chú anh chị đó. Đây là cổng hàng rào là bá treo chét ha. Đây là giấy sát pháo nha cô chú anh chị. Đây là mã số là G2. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu ha. Em bao ship toàn quốc luôn. Đó, giấy sát pháo ha. G2. Rồi, tiếp tục là G3. Đó. Hàng khủng luôn. Bữa nay giấy toàn là hàng khủng luôn nha. Hàng đẹp nha cô chú anh chị, nó lắc lượng rất là đẹp. Đó, quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Trên này luôn nha. Nè, đồ hoành đi. Trên này luôn là 38 nè. 38. Chiều cao. Cao cũng có 2m à. Đó, cũng có 2m ngoài ha. Cô chú anh chị thấy lắc lượng cực kỳ đẹp không? Đó, mã số là G3. Đó, khoan để em quay lại gần lại cho cô chú anh chị xem để nó có lỗi chỗ nào ha. Nó có lũa đây nè. Đó, nè, khoan. Đây, nó lũa từ trên xuống đây. Đây, đi dài xuống đây. Đi dài xuống dưới thằng rồi đây. Quay sơ cái góc cho cô chú anh chị cái xem. Nó bị nhánh này. Đó. Đó, rồi quay sơ đi, quay sơ cho cô chú anh chị xem. Từ từ thôi, rồi. Để em quay lại cho cô chú anh chị ha. Mã số là G3, cây này về chơi rất là đẹp luôn cô chú anh chị, sát pháo ha. Đó, lắc lượng rất là đẹp. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu rưỡi ha. Em bao ship toàn quốc. Mã số là G3 đó, giấy 3. G4. Rồi, tiếp tục cây hàng khủng tiếp theo ha. Rồi, để gì đó. Bao khủng luôn cô chú anh chị ơi. Đó, G4. Đó. Đo nguyên cái củ như này nè. Đó, cô chú anh chị xem. Đó, đo nguyên bụng này nè. G4 nha cô chú anh chị. 104. Là 104. Chiều cao. Chiều cao là 1m17. 1m17. Rồi, giấy 4 là G4. Giấy sắt pháo nha cô chú anh chị. Này giấy sắt pháo ha. Rồi, cây này nó có một số lỗi bị nè. Ha, thứ nhất chỗ này. Đó, cô chú anh chị thấy không? Nè, đó, em chỗ nào thì em quay gần với cô chị. Chị khoan hàng từ từ đi quay cho cô chú chị xem. Đó, em quay cái góc trước. Đó, nè. À, ha. Đó, nhưng mà anh được cái xác bự lắm của chú chị ơi. Quay sơ nhẹ cái nữa đi. Đó, bên đây không có gì. Nè, nó đục chỗ này nữa ha. Đó. Rồi, dưới trên này ha cô chú chị. Ha, từ trên thân này xuống. Đó, có lỗi chỗ nào là em báo cho cô chú chị biết ha. Đọt này là yên tâm ha, xanh tươi đàng hoàng, giấy thì rất là dễ sống. Này cô chú anh chị về làm lũa lại ha. Nè. Về mình làm lũa lại. Nè. Về mình lấy cây mình quẹt mình làm lũa mình tha keo lại ha. Này những cây này rất là quái luôn á. Đó, hàng khủng không đó. Mã số là G4 ha. Đó, quay sơ cô chị xem đi. Củ này giờ tìm cũng hơi khó ha.
Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 2,5 triệu thôi. Em bao ship toàn quốc luôn, 2,5 triệu. Mã số là G4. Đó, củ rất là khủng nha. G5. Để đó đi anh, hồi dẹp anh ơi. G5. Đó, G5. Rất quái nha. Đó, cây này thì liền lạc, không có bị gì ha. Con lỗ à. Đó, có chị chỗ này ha. Nè, nó bị chỗ này. Đó, G5. Đó, nó bị chỗ này ha mà nó ra rễ nè, của chú anh chị thấy không? Cô anh chị đừng để cho cứ rễ cho nó mọc đàng hoàng luôn ha. Nó sẽ kéo sẹo. Còn đây nó đâm cho nó kéo sẹo nè. Hoành thân 42. Đó. Đó. Cao 1m15. Hoành thân là 42, cao 1m15. Thôi được rồi. Đây nữa rồi, 1m16 luôn. Rồi, cây này là mã số G5. G5. Cây rất là đẹp. G5. G5 đó là giấy đó. Đó. Giấy sắc pháo nè cô chú anh chị. Giấy sắc pháo G5. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 2,5 triệu luôn ha. G5. Giấy sắc pháo. G6. G6. Cây này thì bị lũa từ trên dưới luôn ha. Rồi vịnh anh Thông vịnh như đâu hoành. G6 nó bị lũa dưới này nè ha cô chú anh chị. Nhưng mà đọt vẫn ra nè. Đó, đây nè. Hoành 30. Hoành là 30. Cao 81. Cao 81. Quay sơn vòng đi. Mã số G mấy? G6 không? G6. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 700k thôi ha. Sát pháo ha. Này về em trồng lũa chơi cô chú anh chị. Đó nè. Lũa lên tới đây luôn nè. Chỗ lên chơi luôn. Chỗ lên chơi luôn. Ha. Cây này bao quái luôn. Bao quái luôn. Rồi G6. Xuống đi. Rồi. Rồi tới G7. G7. Đó. Cây này thì một củ ha. Này có bị bể chỗ nào không? Chỗ này ha cô chú anh chị. Ờ, có chỗ nào bể là em báo của chú chị biết luôn ha. Mấy cái này về em chơi trồng với sắc pháo rất là đẹp. Rồi, hoành là 28. 28. Cao là 89. Cao 89. Đó. G mấy? G7. G7 ha. Rồi, cũng 700k cô chú chị ơi. G7, 700k. Đó. Cái này không? G8. Rồi G8 nhỏ nhưng có vỏ luôn ha. Quá đẹp ha. Đó. Cây này hoành 11. Hoành 11. Cao 1m10. 1m10. Đó. Này em về nữa hồi em bó bầu lại cho cô chú anh chị ha. Đó, mã số luôn em ơi. Mã số là G8. G8. Rồi cây này cũng 600k thôi quý vị ơi. 600k. Bao nhỏ nhưng rất rồi. Là đẹp luôn ha. Quái lắm. G9. Hoành 23. Hoành 23. Cao 95. Cao 95. Đó. Rồi khoan. Đó, quay sơ sơ đi. Đây, đó. Nó bị đầu. Lỗ này, dưới gốc này nó cũng bị lủng một lỗ dưới này ha cô chú anh chị. Lủng lỗ giữa thân á, nhưng mà ghế ngoài nó rất là nhiều. Này em bó bầu này cho nó ẩm ha. Rồi bằng mã số mấy em ơi? G9 ha. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị 500k thôi, bao ship luôn ha. Về chơi bông chơi hoa rất là đẹp. G10. Cây này thì nguyên vẹn ha. Đó. Đế cũng khá đó. Rồi. Đâu hoành đi em? Hoành 18. Hoành 18. Cao 97. Cao 97. G mấy? G10. G10. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị cũng 500k thôi ha. Em bao ship toàn quốc luôn. G10. G11. Đó, G11, cây này là một củ đế luôn ha. Khá là đẹp. Rồi đâu hoành đi. Dịnh đi. Rồi, hoành 23. Hoành 23. Cao 1m10. Cao 1m10. Đó. Đó. Cây này củ đế dưới này khá đẹp ha. Đó. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 900k thôi ha. Giấy sắc pháo ha. Rồi cô chú anh chị liên hệ với em qua số điện thoại là 036 450 4945. Thì G12 con này nó lắc lượng lắm cô chú anh chị. Con này thuộc dạng là quái thú cana luôn, không biết luôn. Anh bỏ xuống lưới nó tới đâu nó sụp xuống luôn cô chú anh chị. Quái kiệt cana luôn. Nguyên một con rồng nha cô chú anh chị. Rồi cái này cũng đế cũng khá quái ha. Rồi đâu hoành em ơi, đâu đại hoành đi.
Đấy, mà đúng là chung cây này vận chuyển cũng hơi khó nè, em cũng gán buộc cây lại. Chuyển sao luôn? 18, 17. 17 hoành. Dài cỡ 2 mét, hết mấy ạ? À? Hết mấy? Chính xác luôn nè. Là 3 mét. Dài gần 3 mét. Hết mấy? 2 mét mấy. Đó. À, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu rưỡi thôi ha. Bao rẻ luôn. Sao vận chuyển luôn. 1 triệu rưỡi bao ship luôn ha. Này cũng ghế sắt pháo ha. Này nó lắc quá, nó khá là quái. Rồi còn cây nữa. Bầu này đế này nó hơi yếu thôi chú chị. Có cộng rễ dưới này thôi ha. Nó hơi yếu tại tôi muốn bầu đất. Cây này là chơi lũa bao quái luôn cô chú anh chị. Rồi mã số này mã số mấy? 13. Mã số 13 ha. Cây này quái ha, hồi này có con đọt trên này cô chú chị. Có mà sống ở đó ha. Đó, à. Này là về cô chú anh chị chơi lũa nha. Chơi lũa quái ha. À, hàng quái kẹt. Anh nhiêu? Hoành 50. Hoành 50. Cao? Cao 30. Cao 30 đó. Rất là quái luôn. Quái gì cà nà luôn. Này cô chú anh chị nào biết chơi lũa, về làm lũa lại đẹp lắm. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 600k ha. Bao ship toàn quốc luôn. Này cũng giấy sắt pháo ha. Rồi. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ kênh trong thời gian qua ha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Chào tạm biệt và chúc sức khỏe cô chú anh chị. Hẹn gặp lại clip sau cô chú anh chị.